Angela Baby bị lộ ngoại hình xấu nhất lịch sử, Huỳnh Hiểu Minh không nhận ra vợ cũ. Được mệnh danh là tiểu hoa đáng tài năng của màn ảnh xứ Trung, Angela Baby hay còn được gọi là Dương Dĩnh là một ngôi sao hạng A vô cùng nổi tiếng với phong cách thời trang và nhan sắc ấn tượng. Angela Baby dần chinh phục người hâm mộ bằng năng lực của bản thân, tuy nhiên xoay quanh bông hồng lai là những thị phi về diễn xuất cũng như cuộc sống cá nhân của cô. Trong ấn tượng của nhiều người, Angela Baby giống như một nữ thần, hoàn hảo không chê vào đâu được. Vì là người lai Trung Quốc và Đức nên đường nét khuôn mặt rất thanh tú, cộng với xuất thân người mẫu, Angela Baby giống như giá treo quần áo di động, có thể hóa thân vào bất kỳ hình tượng nào. Bằng cách này, cô có tầm ảnh hưởng siêu cao trong làng giải trí và sau khi tham gia Keep Running, số lượng người hâm mộ đã vượt quá 100 triệu. Mặc dù danh tiếng của Angela Baby và các bộ phim không quá tốt và thường bị mọi người chỉ trích, nhưng cô lại rất tài năng trong các chương trình thực tế. Dù là Keep Running hay đối tác trào lưu, Angela Baby đều được mọi người công nhận trong cô tham gia trò chơi như không còn gánh nặng thần tượng rất chân thật. Có lẽ trong lòng mọi người, Baby vẫn luôn xinh đẹp và hầu như diện mạo nào cũng mang đến một cảm giác như siêu mẫu. Nhưng một số cư dân mạng đã phát hiện ra vẻ ngoài xấu xí nhất trong lịch sử của Angela Baby đã bị lộ ra. Ở tuổi 33, trông cô còn già hơn cả phụ nữ 40, cư dân mạng đã chế nhạo điều đó, liệu Huỳnh Hiểu Minh có nhận ra vợ cũ không? Có thể thấy rõ trong bức ảnh này, Angela Baby đội mũ trùm đầu và buộc hết tóc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đùi đen và tất da chân đen. Trông Angela Baby rất già, không đúng với tuổi của cô một chút nào. Hơn nữa, Angela Baby đứng hơi gù lưng, không thấy khí chất của thần nữ, nhìn cũng không khác người thường. Đây là mỹ nhân trong tâm trí người hâm mộ sao? Một Angela Baby như vậy có lẽ là chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh rất khó nhận ra. Nhưng diện mạo này có già và xấu đến đâu cũng không thể cưỡng lại được nét baby vốn có của cô. Angela Baby tiết lộ mình đã có niềm đam mê với thời trang từ bé và thường đến cửa hàng của bố để thử và kết hợp chúng lại với nhau. Thế nên sẽ không lạ khi chúng ta thấy cô gia nhập làng thời trang. Từ một người mẫu bình thường có chút ít danh tiếng, nhưng cuộc đời cô bỗng chốc lên hương khi gặp Huỳnh Hiểu Minh, cô dần vụt sáng và thăng hạng thành ngôi sao hạng A. Mặc dù đến năm Angela Baby 25 tuổi, hai người mới chính thức công khai quan hệ, nhưng nữ diễn viên còn bị tố là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi. Trên mạng, bạn gái cũ của Hiểu Minh còn từng đá xéo nàng tiểu hoa đáng đã nẫn tay trên của mình, kèm theo tiết lộ một đoạn tin nhắn ám chỉ của Angela Baby. Đến khi nào anh mới cho em câu trả lời cuối cùng, em cần một người bạn trai chứ không phải một người tình trên giường. Đến cả đám cưới hoành tráng xa xỉ nhất nhì xứ Trung của cặp đôi cũng bị cho là đám cưới truyền thông khi báo giới khai thác một cách triệt để trong vòng một tháng không ngơi nghỉ. Một trong những ồn ào chê bai không hồi kết của nữ diễn viên nữa là khả năng diễn xuất của cô. Từ một người mẫu, Angela Baby đã lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và nhanh chóng nhận nhiều vai diễn. Vì chưa có kỹ năng diễn xuất được rèn luyện như những ngôi sao khác, vẻ mặt một màu cùng đôi mắt trợn tráo đã khiến khán giả không thể tiếp thu nổi. Dường như đóng phim nào cô cũng nhận lại không ít gạch đá, chỉ trích, nhưng lại thay, các dự án vẫn cứ vào tay cô đều đều. Nhiều người cho rằng nhờ sự chống đỡ từ Huỳnh Hiểu Minh và nhan sắc xinh đẹp nên nàng tiểu hoa đáng mới có cơ hội diễn xuất nhiều đến vậy. Và ở hiện tại, dù đã bước qua tuổi 30, bên cạnh những thị phi, chúng ta cũng công nhận rằng Angela Baby vẫn đang là cái tên rất hot kiếm sống nhiều địa hạt như màn ảnh lẫn bìa tạp chí. Phong cách thời trang được nâng tầm cao mới, với độ kiểu biến hóa đa dạng và nhan sắc ngày càng xinh đẹp hơn.